quá tim rồi. Đó 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 ăn các bạn. Đó dính rồi, dính rồi. Rồi lên, con dảnh chuốt rồi. Lên dảnh các bạn ơi, đừng chép là được rồi. Mày sao nghi nghi giống nó vậy, chạy chạy út út thì mày nghi quá. Không, cái dảnh này đó. Dảnh chuốt rồi. Cái dảnh này là dảnh bự luôn á. Đó là mấy trắng tư. Ôi, câu cá dảnh nào, câu cá dảnh gì nè bạn? Cá dảnh nào hay câu cá dảnh gì nè? Hóa cá dảnh. Thiệt chứ. Cá dảnh dạng câu thì con nào con nấy bự ghê luôn. Dòng ba cá dảnh này xương không. Ghê không bạn? Cá dảnh con nào nó vàm tay vậy thôi. Cái nửa ký lô mà cái gì? Hết sức rồi, nó chạy rồi, kỳ các bạn ơi. Càng này mà giờ dính cá hoài kỳ quá bạn ơi, đến dạng ngầu bến nhìn hoài kỳ quá. Trời ơi, con chết thứ dạng ơi. Trời ơi. Ui, cực kỳ hơn lắm. Trời ơi. Đừng có dãy, đừng có dãy. Dạy luôn bạn, dạy luôn. Cá chết mà không được rồi, nó khóc à. Câu là câu cá chép gì đó bạn ơi, chứ kép chép mà câu tháo hoài ai đâu câu chứ bạn ơi. Cái máy là vậy luôn. Rồi ơi, nó bự. Nó cắn lộn. À bạn không? Câu cá chép là tao phải câu cá chép gì nè. Ai câu cá chép gì đâu có xíu xíu. Con này ký mấy các bạn? Mấy đuôi này chắc cá chim cắn quá. Cắn lộn. Không, cần nhớ. Hello mọi người nha. Các bạn nhìn biển số này quen không? Hôm nay đón Cần Thủ Sóc Trăng qua chiến mọi người. Đang đậu xe vô anh em đi ăn cơm lót dạ rồi cái xuống ra sông chiến các bạn ơi. Đó, hổng gài ổng bị mình khịa lắm mà hôm nay mới lú đầu qua nè. Hổng gà nè quá trời, chịu hết nổi rồi, bò quá. Rồi, đi ăn cơm thôi các bạn ơi. Cơm cơm sườn cao lãnh, cơm sườn cô ba. Rồi chào các bạn nha. Hôm nay được đã hội ngộ cùng Cần Thủ Sóc Trăng nữa các bạn. Thôi đâu thấy anh để mới thấy. Rồi giờ mấy anh em đi ra sông chiến các bạn ơi. Hôm nay đi đánh cá dảnh với cá chép bạn. Nói chung là mình lấy cần hồ tiên pallet mới câu cá cha cho bạn xem, nó với cần Shimano UNL, hai cây Shimano hết. Anh dạng thì đánh hai cây titan đó, mong là hôm nay anh em sẽ được ngoài mong đợi nha các bạn. Giờ này thì khoảng 4 giờ 4 giờ rưỡi rồi các bạn, cái câu khoảng được tiếng ngoài nữa là hết rồi bạn, hết giờ rồi, quá hiện. Bị lúng rồi vậy. Rồi giờ ra xong rồi các bạn ơi. Trời ơi bạn ơi, không giật cho nó nhả chơi đó. Nói chung mình mới xuống mồi các bạn ơi. Đó, có động tĩnh rồi đó. Nhưng mà đang mở máy quay ra không kịp. Đó, có câu cá ăn nha các bạn. Mới xuống cặn luôn. Qua ông dạng rồi các bạn ơi. Hồi nãy kêu giật không giật, tự nhiên cá ăn không giật. Chạy qua bên ổng tốt rồi. Dảnh hay gì? Chân dảnh quá. Trời ơi, cái cha mẹ ơi. Ráng còn mồi nha. Mồi về dai dưới vị trời cứng dữ lắm, gì đâu giật lên còn thinh. Đại trường cá cha luôn bạn. Không có hàng trước bạn ơi. Mọi nhớ nghe. Nó nói chứ cũng có đem đào theo mấy chục nha bạn ơi. Thứ 4 cục luôn mà. Giờ nó xa quá, giờ nó gần nữa đây coi. Hết mòn mẹ nó rồi.
Dám lắm mà mọi người. Cúp cúp tướng nó trong cái trà luôn á. Mà chắc quả cái trà đâu mà cái vồ đó. Cái vồ quá. Gì vậy? Nó. Một điều nha, đi Trang. Thôi chứ. Một điều. Làm cá nha mọi người. Dẫn nè. Dẫn hàng trà đây. Dẫn coi, lạng lạng chứ coi. Không lạng đâu. Bự hơn còn lại chút. Bự hơn xíu. Càng ngày càng bự. Cái trà lứa. Chạy theo tỷ lệ này hoảng được bạn, cái nó tự dần dần tới đi. Rồi cũng chà bá à. Theo tỷ lệ này con sao là cũng nửa ký đó. Cá nhỏ nhỏ ăn con không đi, cá bự ăn con mình nè mày. Nè, nó lụm nè, yếu nè. Đó. Em lía lịa vậy nha. Ê, con này bự hơn con đó. Dảnh đâu quá, dảnh rồi. Không biết, nhưng mà biết con này là bự hơn. Ê, làm gần nó nữa kìa. Ngó vô á. Trời ơi, nó tức. Xuống. Mình sảy mà không vui các bạn. Coi thật buồn thì chứ. Kìa, muốn cuốc con này lên nè. Đó, nó. Đó, nó nhảy xuống ăn rồi đó. Dính. Bự hơn con đó xíu rồi vậy má. Rồi, cho dẫn rồi. Xuống đó. Trời ơi, kỳ vậy. Có cho con không vậy? Lụm đi con. Cá đang cặn đen mình đó bạn, nó nấp kìa bạn. Mày hả mày, chép bờ. Dục con, dục con. Đừng dục nghe em, dục dạng cừ chết à. Dạng. Trời ơi, dảnh má ơi. Trời ơi, sướng. Ai câu cá gì câu, mình câu cá bị lớn các bạn ơi. Ê, câu đi. Anh Dạng, giảm đâu anh Dạng. Đây, dây đây. Trời ơi, trời ơi, dảnh kìa. Ghê thiệt. Nó móc có mỏ không hay là tôi thấy nó móc ngay đầu kìa vậy? Dính, hợp lệ. Hợp lệ ha. Rồi, rồi đi. Đấy bạn ơi, mong mình đây tới chiều ổng gỡ cá mình thôi vậy được rồi. Dạ, gỡ cho nó, dòng tới cái dảnh này bảnh nhóc. Mình kiếm chép cho cha rồi dòng dảnh này bảnh. Nói mà bà chị mới cười có bên là hiểu rồi đó. Sao ăn câu anh hoài yếu mà ăn câu anh Dạng chứ vậy? Cá đang câu mình hoài mà kỳ quá bạn ơi. Không chịu ăn câu anh Dạng chứ. Kỳ quá kỳ. Lựa cái dảnh bự ăn không nữa. Ngặt thiệt chứ. Cầu bộ tim nó mòi chóc gần đen mình ở kìa. Lớp bùm nho thả xuống mới ngư được mọi người. Quá trời. Gán câu cho được con dảnh bự hơn dảnh đó anh Dạng. Cá ăn cũng lựa cần mới ăn mới chịu à. Dây gầm lưỡi nhả. Đó dính rồi. Chưa đây, dính đây nè. Đó, cần đen không đó, cần đen cũng dính rồi, chắc cứu rồi. Dính rồi. Dính hay. Nhà này nha. Ê, con trắng. Dướng quá, dính dây quá. Trong cái dảnh quá đó. Dính chúa rồi. Lạng đó, hay là lên chép đi nha. Chép rồi, vậy là chép rồi. Đó. Dính gần kia luôn. Rồi, sụp rồi. Chép. Trời ơi, tim của kìa luôn. Không bắt con đó đi. Chạy gần kia gãy gì đó. Tôi phá gì đó, tôi dính cá tôi làm gì đó nè, lặng. Đi con, sảy con, sảy. Chép bạn, mình phá mấy chép này nè. Chẳng không phá đâu. Không sảy trời. Đăng ký nè. Nhấp.
Trời quá mọi người ơi, lạnh quá bây giờ. Rồi. Nó xuống cái nó chạy qua bển, nó tạt bển, nó quắn nè. Tao quay lên đi rồi, Hoang hãy xuống. Đồ thú già rồi. Chép bự rồi mọi người. Chạy này nha. Nó lên nhà te vậy. Đâu bự đâu. Nó máng đâu á. Chép chàng chạy luôn mà. Mình phái cái nó dính liền nè, ngộ thiệt. Không, nó phái trong cái chùm này nè, màu xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng rồi nó phái. Thì mặc áo đỏ đúng không? Thì màu đỏ vậy đó. Quá nổi. Ê tới của mình nha. À, nó. Dính. Ê. Cứng ngắt rồi. Ê. Lên thầy con luôn, coi con mình bự hơn con ổng không nghe mọi người. Đại đo. Này giống cá cha dữ vậy ta. Không thấy giật gì vậy. Nó phải chạy tực tực chứ không nãy gì vậy. Trời ơi nó móc cái đuôi. Ôi ôi ăn cá mọc kìa. Cái số của ổng á nó móc đuôi. Hồi sáng đi câu chợ mà hầm mà có móc đuôi, bây giờ vô đây cũng móc đuôi. Sớm đi câu chợ cũng đuôi hai con cặp mà má ơi. Mấy này bé quá, thả đi. Thôi thả đi. Ừ, để thả đi. Thả, tính thả vô bè cho nó ăn ngủ luôn. Rồi, cặp nha. Ồ, tính ra là ông cũng cho tư con nó quà với ông đó. Không, con này không tính, ông hợp lệ à. Không hợp lệ. Tôi đâu có giật đâu. Sống. Đừng mang đùi nữa nha, cá chép rồi. Chép. Rồi, giỏng qua cũng càng trắng rồi. Ừ, mới thả xuống ăn nữa má. Nó phải cái chùm con nó mới thả xuống mà bắt nó đi. Hồng mình thả sao? Nó phải cái chùm xanh xanh này nè, màu vỏ đỏ nó phải xanh xanh nè. Tính ra là y chang con nãy luôn đó. Chang luôn. Vô. Rồi nó vô phòng luôn, không biết dành đi rồi, chút sao. Đỏ đỏ. Chưa kỳ vậy. Ăn nó nhả mọi người. Đó, càng đỏ của mình nè. Dính. Đồ sấy gì vậy? Sấy đồ sấy tối ngày trong như mình sấy không à. Dính cái chai nhỏ xíu mà. Nhìn là biết rồi. Chép à, chạy quá. Nó trời, hai con nó giống hai con nãy. Hai con mới thả. Cú bồ ơi, sẵn gỡ giùm luôn đây. Hả? Chơi gì kỳ vậy? Rồi bắt nó đi là hầu dính. Hầu dính. Nó đang quằn. Chưa. Ít thôi cùng nhỏ thôi. Tìm nó giống như nó cục mồi mình, nó xéo xuống cái gọng nó ra tìm ngay cái gọng không kìa. Nó chạy. Bởi vì ngay cái gọng mình tìm nó lên kìa. Nó xéo xuống đây.
dẹp rồi, rút rồi. Rút rồi, rút rồi. Không lắm. Thiệt chứ lượng này cần mới ăn không nha. Vui lắm. Ừ. Là dính cúng dính đuôi. Ôi thôi nó sướng. Không dám mà con chép rồi má ơi, con nó chạy rồi má ơi. Con đó mà dảnh cái thứ già luôn á. Không dám, con này có nửa ký lô rồi cái gì. Hết sức rồi nó chạy rồi, kỳ các bạn ơi. Cá con đó nó nửa ký lô, hết mê, nó có 2-3 ký gì đâu, nửa ký lô. Càng này mà giờ dính cá hoài kỳ quá bạn ơi, để anh dạng ngậu bến nhìn hoài kỳ quá. Trời ơi, con chép thứ già không ơi. Trời ơi. Ui, cực kỳ hơn lắm. Trời ơi. Đừng có giấy, đừng có giấy. Dạ, luôn bạn, dạy nhấm luôn. Lên lên. Cá câu là câu cá chép gì đó bạn ơi. Chứ kép chép mà câu tháo hoài ai đâu. Rồi, câu chứ bạn ơi. Cái máy vậy luôn. Rồi ơi, nó bự. Nó cắn lộn. À bạn không? Câu cá chép là tao phải câu cá chép gì nè. Ai câu cá chép gì đâu có xíu xíu. Ký mấy các bạn, mấy đuôi này chắc cá chim cắn quá. Không, cần nhỏ xíu người ta phải câu cá vậy đó. Con này nó nặng như rơi như cục sắt vậy đó. Quá đúng mập luôn á, có hai đùm trứng luôn á vậy á. Giống hệt nó được luôn, không khác gì đó. Hai cặn mình trên bờ cho nghe mọi người. Rồi, câu cá vậy thôi bạn ơi. Kỳ ta, sao cầm ảnh lâu quá, nãy giờ không dính cá, kỳ quá bạn. Kỳ ta. Nước gì nó sâu lên ghê chứ. Ừ, ăn kỳ vậy trời, ăn câu anh hoại. Kỳ quá chứ, kỳ dính nữa rồi. Kỳ các bạn ơi, dính nữa rồi. Chơi không đẹp bạn ơi. Chắc mình qua để vô lỗ con cá, con cá ăn cầu thí thế luôn. Ê. Ừ, nhánh bự má ơi. Trời ơi, nhánh bự. Chật lắc rồi. Trời ơi, giật cá chật lắc rồi. Nghe thấy tội nghiệp chưa mà. Nghe thấy tội nghiệp mà. Trời ơi, chật lắc rồi. Trời ơi, nhảnh thứ già. Gặp cá anh đây nghe, không ai gặp ta đâu. Trời ơi, nhảnh thứ già. Trời ơi, chật lắc rồi. Nay miễu kẹo quá trời ơi. Có cơ hội không bước lại không? Nhường cho chỗ ngon đó. Câu nãy giờ tại cái đùm lăn xê đó đó. Đùm lăn xê nó không im thôi. Đó, cái rảnh bự bự rồi, nhảy nhảy rồi chơi. Hết sức cái rảnh đã thiệt chứ. Bự. Bự, giật luôn. Hụt nữa. Trời ơi, hụt nữa nè các bạn. Rồi sao? Gỡ cá giùm không? Tức nè. Đang tức. Đang tức mà. Đâu rồi, đây. Dính cá rồi chứ, đi thâu địa làm quá. Cá cha gì đó. Dẹp rồi. Dẹp chạy quá chạy. Dính cá mà, nó dẫn cho ngon. Rồi con chép mà em rồi, chép chạy ghê đi chứ. Trời ơi, trời chép gì đâu bự không không trời. Thiệt chứ mình câu dính cá chép nhỏ không các bạn, hình dạng câu dính cá chép bự bự không ạ. À? Khè quá khè. Rồi kìa. Trời nó có cá được rồi. Khè đi, gắn khè nhiều nhiều đi, tranh thủ đi. Ơi. Mới ăn mọi người. Tranh thủ khè đi, hồi mình làm lại cũng tắt tài các bạn ơi.
câu dính cá chép bự bự không, ghê thiệt. Không tranh thủ à, được nào làm được đó thôi. Lâu lắm mới có cảm giác bóp ngồi lý lịa lại vậy các bạn. Tìm lên quá rồi dạng tranh thủ nhà ơi, nó lợi lắm nè. Bóp ngồi lý lịa như cái đá nè. Dạ. Không kịp cá ăn luôn. Chết nó rồi, chết nó rồi. Chết cứu rồi. Cái dành, cái dành. Làm con dành chúa dần nửa ký được rồi. Dành rồi. Dành rồi. Trời ơi, dành chút xíu gì? Dành chúa. Nó lụm. Trời ơi, dành sao nhỏ xíu vậy? Trời ơi, chép sao bự dữ vậy nè. Chép bự là lắm á. Gối địa hình chứ rồi. Được rồi, lẹ lẹ nha. Ăn dữ lắm rồi đó. Hai cần hai con nha. Trời ơi, chép ngồi luôn, chép nó bự ghê luôn. Hai cần hai con nha bạn. Cái dảnh cũng bự ghê luôn. Hai mồi các bạn ơi, hai mồi mới lợi lắm, không được. Không. Không xong rồi. Là có con thôi. Mày đặt nó hai bộ lý lịa. Quá tim rồi. Đó, đó, nó ăn các bạn. Đó, dính rồi, dính rồi. Rồi, lên, con dảnh chúa coi. Lên dảnh các bạn ơi, đừng chép là được rồi. Mày sao nghi nghi giống nó, vừa chạy chạy út út thì mày nghi quá. Không, cái dảnh rồi đó. Cái dảnh này là dảnh bự luôn á. Đó là mấy chân tư. Ui, câu cá dảnh nào phải câu cá dảnh gì nè bạn. Cá dảnh nào phải câu cá dảnh gì nè. Hóa cá dảnh. Thiệt chứ. Cá dảnh dạng câu thì con nào con nấy bự ghê luôn. Dòng ba cá dảnh này xương không. Ghê không bạn. Cá dảnh con nào nấy vàm tay vậy thôi. Đây cá mập lệ nha, chính tử ngoại. Quá trời cái dảnh. Nhỏ xíu. Rồi, con nữa. Ui, 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 ăn nha mọi người. Dính luôn rồi, trời ơi, cái kỳ thiệt chứ nữa, cây câu mình ăn không hả bạn? Trời ơi, trời. Trời ơi. Rồi. Ôi, cá gì đâu mà cá con nào mấy chạy không lọt xuống nước. Chạy bữa nay cho ông kè đi bạn ơi. Ủa, nó kỳ vậy? Hay là nó dính hai con. Kỳ vậy, chạy lắm mà. Cá của mình lớn làm được dữ, cá bự bạn ơi, cá bự bạn ơi. Chạy dữ lắm luôn á. Đây nè, cá bự nằm đây nè. Nè. Gỡ thấy cái nó đi. Có gì hồ mình thả nó lại sao mọi người? Điểm danh. Điểm danh. Xuống hai cây cái vườn, cây vườn hùng. Đó, đó, đó. Rồi hai cây luôn rồi. Đó, đó, đó. Đó, 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 đó. À, dảnh hay gì đây? Giống dảnh bự các bạn ơi. Trời ơi, chép vàng. Hết sức vàng, con này vàng khè luôn. Này là kêu là vàng khè luôn các bạn. Con vàng thì kêu vàng cháy. Cháy. Vàng khét, cháy nắng. Dở lên má ư. Quốc ông, quốc ông ạ. Đây, ta làm gì mà mấy cái đã cho nó cứng ngắc à.
anh gỡ anh mới biết cứng chứ. Chơi gì đó, chơi hãy xuống cho máng này nè mọi người. Gỡ rồi. Ồ. Vô bờ. Cái dẫn như vậy. Kéo lên tông cạn thứ già cười đau bụng luôn á. Ồ, cái chép đen xì. Chép gì kỳ trời. Ăn rồi ngủ với luôn à. Không có giật luôn á. Dạ. Nó mới cạp vô vậy. Dạ ăn câu cá gì đâu, con bự bự không bạn ơi. Cá còn bự bự. Thua thiệt. Đó, kè đi. Chịu thua ống luôn rồi, bữa nay mình thua ống nữa rồi bạn ơi. Dính đột. Dính, dính. Ở đây rồi, đây nữa nè. Dính hai con luôn. Ừ. Coi thằng nào bự nè. Nào bự hơn nào nghe. dính nữa bạn ơi, mình có rảnh rồi. Trời ơi. Cá của mình nó bự theo cục nổi hết trời. Cái chai nó bự cục nổi. Bởi vì câu cá bự bự không à. Dạng này câu cá bự bự. Không bự hơn cá con sao? Cái gì? Câu toàn là cái chép đen không mà mấy cha ơi, con nào mấy đen cười lùi rồi. Hết vàng vàng cháy. Mày đen thùi. Đúng bậy chép đen. Điểm danh. Đó, dù động 1 triệu điểm danh mà. Cậu chép đen ngồi ghê thiệt chứ. Không kịp hấp mồi thì bí lịa luôn. Cậu bỏ cái này nó dơ cái cằn nó không cái gì nữa. Một nữa nào bảo đảm luôn á. Trời ơi tim nó. Thấy không? Nấu hay đâu có sai. Thua thì chứ. Ba con rồi đó. Câu vợ. Dạ không câu không ba mà. Ông trong như mình vô không à, đi khỏi khịa ông mà. Ông làm hại khoái chứ. Trời ơi. Ăn ngay cằn nó nữa chứ vậy. Ăn cằn mình hoài được mà. Sảy cũng vui nữa. Kìa. Nữa hả? Tại nho đó ông ơi, tại nho ông ơi. Nho nhỏ 4G mà nó dài, nó dạng ăn đó. Rồi lụm lúa. Đó. Dính rồi. Dính luôn rồi. Ôi. Dính rồi rồi, nghe là ông dạng này chất mạc luôn các bạn. Dính rồi. Làm tốn cục mồi. Giật thì giật hụt kéo lên để cho sảy chắc mép. Phá ổ không à. Còn cái ổ này chết luôn rồi. Phá ổ không chết luôn rồi. Trời ơi, nó lợi ngay mình không, mò tim không kỳ không biết nữa. Ngộ thiệt. Mồi ống trộn nữa nghe, mà nó không liên quan gì chứ. Phá ổ không. Mày hả mày? Đó. Cái đợt tới mặt đó. Luôn á. Trời ơi, đừng tét mép nó, xả bìm đi. Lắm được. Xả đi bạn ơi, để thôi nó tét mép các bạn ơi. Như này xảy nó đá không xong luôn. Trời chạy. Hồi dấn quá kia bè cười đó bụng nè. Không mười về mấy cũng được, đủ xài. Ký được rồi. Ký không? Trời trời. Sợ tét mép. Câu cá gì mà dính hoài vậy không bạn ơi. Còn ông bên kia sao im gu kỳ không biết. Vậy đó, nè gỡ cá giùm đi, không dính thì gỡ đi. Đây đây, tôi nay tôi gỡ cá cho. Cá của mình lớn, đặt sảo bin. Vô mày. Sợ sảy, ông đạp mình xuống sông cho nên là nó xả. Đúng là mò hầu lụm liền ngay chát luôn.
làm nữa các bạn ơi, ăn nữa. Đó, đó yếu luôn rồi. Mày hả bưởi? Ê, ê, xả ê, ra ê, đi, ê, xả. Đây nữa hả? Xả ra đi bạn, đừng đừng cho nó tét. Dướng gì rồi. Câu cá bạn, tét nách luôn thiệt chứ. Sướng thiệt. Rút lưng chép coi. Bắt mồi là mỗi tay luôn á, chép xiên rồi. Chạy chỗ đó mà. Trời ơi, chép vàng ông nội ơi, nó quấn hồi. Quấn hồi 8 vòng vậy má. Trời ơi. Tới quấn luôn. Cứ bộ ơi. Quá đẳng giọng luôn. Quá trời. Đây cá không hợp lệ nha, dính ngoài nha. Nó tự dính á. Cá ăn tự dính luôn á. Tự dính luôn. Quá trời quấn rồi cũng ra được rồi. Xìa xuống ngồi luôn các bạn. Vậy có lai gai cũng vui mà. Nhỏ chứ đây họ bắt không vô sao. Rồi. Cái đợi tôi không hồi xong ha. Ngồi. Tìm nó lên nhóc ở dưới các bạn. Đó. Đó, 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 đó. Trời ơi. Bạn thấy không, để ý lần nào ông dạng kêu nó dính rồi làm giờ không bao giờ dính. Xui thiệt. Nhiều nhiều đi. Xui thiệt chứ. Tôi câu cá ông dạng câu tôm. Có càng đàng hoàng nha. Thì trang càng tôm luôn mới ghê chứ. Tròn đó. Rồi, trời. Trời khóa đó. Ngon quá các bạn ơi, gắn cầm tí xíu nữa gì coi. Giờ nó đeo qua cần mình không à. Nó phì tim qua đây không à. Này, hôm nay hạ, hạ cần thủ áo đỏ rồi, vui rồi, trạng này vui vậy. Chưa biết à nha. Mình đội cái thao chứ đâu phải không có cá đâu. Chuyến này đội thao im các bạn ơi. Mà mốt cái đội thao nhiều nhiều nha. Này đội cái thao im rồi. Trời ơi con hỏi gì ông nội ơi, dây dây luôn các bạn. Kinh luôn á. Địch. Đó ghê chăng đâu á địch. Hầu là quất nè. Cứ từ từ đi. Khỏi hầu là lùm các bạn. Mày giống cái dảnh khủng quá. Con này chép cha dảnh lum như nói chung là con gì? Dảnh khủng quá lạng rồi. Dảnh rồi. Dảnh hoặc cá cha không phải chép. Trời ơi con chép. Không có giữ giữ lập trường vậy chứ. Bởi vì ban đầu nó chép thì nó chép luôn đi. Chép luôn đi rồi cha dảnh tùm lum. Cá nè mọi người ơi. Dạng bữa nay qua đây đi gỡ cá cho mình các bạn ơi. Chứ không phải qua đây đi coi câu cá gì đâu. Rồi bạn ơi, chuẩn bị gì các bạn ơi. Hôm nay mình thắng lớn rồi, cho nên về sớm. Vậy bạn chơi câu thắng đi, cú về sớm. Chắc thắng đem hồi mình lật ngược tình thế sao. Ừ, mưa tới luôn, lật sao nổi. Kêu về hoài, câu ăn cái kêu về hoài, chết luôn rồi. Rồi, chuẩn bị về mọi người ơi. Xây qua đây cho dễ. Rồi anh kìm kìm cái gọng ngay con dây luôn rồi nha, khỏi trâu. Mọi người thả cá nhỏ các bạn ơi. Con này được ha. Con đó còn dảnh khủng nữa. Ai câu dính dảnh gì bự ghê ghê ta. Kệ, kệ đi. Ai câu dính cái chép bự ghê luôn á. À con dảnh cháy. Vô đang thử tư già thì nè. Vô nó ăn rồi xong cái nó ngủ nó lớn nó khỏi lo bị ai bắt thì dạ. Câu chứ. Đã thiệt chứ. Cái này mà bảnh thả hầm nuôi sướng vậy đâu. Rồi, cỡ 2-3 năm sau ha. 2-3 ký là xiền. Xiền mà lớn lắm. Chính. Dạ.
gửi đây điền nào bắt ta mới kéo về mình vô mình lấy lại. Con đàng hoàng nha, một rồi ghi sổ đó, vàng á, chép trắng chép đen quá trời, nửa ký à, hai cha luôn, con nội già đó nữa, cố già và mười bốn thật là 15 con à. Rồi chừa con bự với ba cái rảnh nè, bốn cái rảnh thôi, bốn cái rảnh như vậy, bốn cái rảnh rồi 15 con, còn bốn cái rảnh nhưng chép 5 con chép như là 20 con bỏ một rộng. Rồi bây giờ thấy ngoài nhiều lắm, cái nhỏ 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 im. Sao cá anh dạng câu anh thả chờ biết chừa lại cá rảnh cái chép của mình. Đây, con này của tôi nha. Rồi quên dạng được con cá rảnh quá các bạn ơi. Lỡ thả luôn đi. Ai coi như mình trắng tay các bạn. Đây nè. Hoặc để đây nè cũng được đó. Nè, ngay đây nè. Không không để hình như luôn đừng bắt ra ngoài. Đây nè. Đó. Dạng câu cá thả không bạn ơi. Rồi. Yeah. Yeah. Thank you.